xin chào các bạn à, vui lòng quay lại học ngôn ngữ thật dễ à, hôm nay là ngày mùng năm tiếng hầm kông nói là điện cho ở đây thầy chúc mừng các bạn à, năm mới vui vẻ xuân niên phai lọ công hỷ phát, phát tài công hỷ phát tài vạn sự như ý vạn sự như ý rồi hôm nay mình sẽ nói về 14 14 mười, từ, mười từ mới tiếng à, hồng kông chỉ có mình dám dạy thôi tại vì cái đó là gì tại vì có 14 từ vương mọi từ mọi từ tiếng Hồng Kông nhưng mà chỉ có xài ở Hồng Kông và Ma Cao thôi ở Quảng Đông họ là nước khác thì họ không chỉ không hiểu thậm chí à, không chỉ không nói được thậm chí không hiểu rồi cái thứ là từ này là một số từ liên quan đến cái chính trị kinh tế văn hóa riêng à, của Hồng Kông hoặc là Ma Cao rồi hôm nay mình không phải tập trung thảo luận về chính trị văn hóa hoặc là kinh tế nếu các bạn muốn thảo luận về nó thầy vui lòng có thể tạo nó tạo nhóm cho các bạn thảo luận nhưng mà hôm nay mình chỉ tập trung về cái nội dung cái từ vựng mình xài thế nào rồi từ đầu tiên gọi là tốt vui tốt vui có ý là gì à các bạn có thể tham khảo cái từ này à, tốt vui giống như tiếng việt nói là cái à tâm thọ à tâm thọ hoặc là cái à, mắt lẻo tâm thọ hoặc là mắt lẻo ví dụ thầy đang làm việc à, thầy thầy và em là cái đồng nghiệp À, thầy và thầy là đồng nghiệp à, với em nhưng mà oh, thầy nói chuyện với xét à, nói là em làm việc không tốt như vậy nhưng mà bình thường thầy nói chuyện với em cũng bình thường thôi à, nói chuyện vui vẻ cái gì đó ok nhưng mà thầy nói chuyện với xét thì báo cáo à, em làm việc không tốt có gì làm không tốt không hay cái đó gọi là phui à, câu ví dụ như là, tommy đốt tôi huy, tôi không có permit

báo cáo cho sếp nói là tôi không có mang theo không có mang đem cái permit cái giấy phép thì sẽ bị phạt permit là từ tiếng anh nhưng mà tiếng hàn con không xài từ này rồi tiếp tục là từ thứ hai là làm và hoàng à, hai từ này có nghĩa là gì làm là màu xanh đúng không hoàng là màu vàng đúng không nhưng mà ở đây đặc biệt là uh, sau khi cái năm hai mười thì mình sẽ có một từ gọi là làm ý là dùng cho miêu tả cái người thích trồng lắm gọi là gọi là gì gọi là cái làm ví dụ ở đây là các bạn có thể thấy là khởi làm phủ và khởi làm phủ nó thích trồng nhiều lắm à uh, chỉ nghe theo cái chính phủ nói là chính phủ nói gì họ cũng tin tưởng mình sẽ nói là nghe sai là hết là nghe hết chính phủ nói chuyện là cứ hỗn loạn thêm sai chính phủ và cái đó chỉ liên quan đến chính phủ hồng kông thôi không có liên quan đến cái、uh, khu vực khác bao gồm、uh, đài loan trung quốc cái gì đó cũng không có liên quan đâu à không phải là ví dụ nghe chính phủ đài loan nói gì, bạn nghe chính phủ trung quốc nói gì không có liên quan đâu à chỉ dùng cho cái tình hình ở hồng kông thôi là cứ hỗn loạn là người hồng kông ở hồng kông nhưng mà、uh, thích trung quốc nhiều lắm gọi là cứ hỗn loạn rồi, right, ở đây là khơi hữu buồn là màu vàng đúng không? Màu vàng có nghĩa là không thích Trung Quốc nhiều lắm. À, ví dụ ở đây là khơi hữu buồn, mãi thổ bố. Khơi hữu buồn, mãi thổ bố. Thổ bố là thao bao đúng không? Khơi hữu buồn, mãi thổ bố là à, bà ấy à, nó à, vàng lắm, à, màu vàng lắm. Màu vàng lắm là gì? là không thích Trung Quốc nhiều lắm. Gọi là không mua cái, không mua hàng. Tại thao bao mình sẽ nói là không mua thao bao à? Mãi thổ bố à?

nghĩ <Nic> thứ hai là cả hai cùng cả hai cùng bị thoa thiết à nghĩ thứ ba là hai bên cùng đi chết à ví dụ ở đây mình sẽ có một câu là nếu có ngõ cùng thùng khử sẽ vô châu vui lãm bye bye Nếu có ngõ cùng thùng khử tả sẽ châu vui lãm chảo bye bye có nghĩa là có nghĩa là gì dù có là nếu là chúng tôi à nếu chúng tôi à à, nếu chúng tôi thống khơi là với bà ấy hoặc là với nó ok nếu chúng tôi với nó có nghĩa là ví dụ à, uh, đi chơi game đi chơi bóng thì cái team A và team B à, ngó thì là chúng tôi là team A team A và team B táo của táo của là gì các bạn có biết táo của là gì không tại vì ví dụ à, uh, mình đi chơi bóng mà chơi, bóng bạn thì tôi lấy 5 điểm đúng không team A tôi là ngõ thì lấy 5 điểm 5 điểm đúng không ở đây là team B cũng là 5 điểm cũng lại cũng là năm điểm thế là năm năm đúng không năm năm thì sao năm năm thì chúng ta ờ uh, ví dụ bà đi chơi bà biết chơi cái bấm đá hoặc là bấm rõ các bà thì biết nếu ờ uh, hai team đều lấy được ờ năm điểm thì họ điểm điểm quả sẽ gọi là cái từ này đá hòa đá hòa à đá hòa thế mình có thể là ngó thì đá hòa điểm điểm alpha điểm B đá hòa ok đá hòa thì sao là hai bên đều lấy một điểm nhưng mà có khi nếu có một bên lấy 3 điểm là có thể uh, thắng rồi, có thể lấy được có thể đứng vị trí thứ nhất. Nhưng mà nếu hai bên team A và team B đều lấy một điểm thì không thể đứng vị trí thứ nhất. Là có thể cho team C lấy vị trí thứ nhất rồi. Cái đó gọi là tá bộ. Cho nên mình sẽ nói là dù có họ thì thông khởi tá bộ, cháu vui ý là hai bên hai team đều chết đúng không? Hai điểm bị chết tại vì team A và team B chỉ lấy một điểm đều chết

À, Duy Hì ngày thực là một từ mới à, trong xuất hiện ở Hồng Kông trong 10 năm qua. họ có hai nghĩ, ý là một người giỏi, nói giỏi. À, các bạn có thể thấy cái à, tìm thứ nhất. Tìm thứ là người giỏi, nói giỏi. Mình sẽ nói là Duy Hì ngày thực. Duy Hì ngày thực. À, ví dụ thầy nói giỏi, nhưng mà eh, bà biết thầy ta nói giỏi, nhưng mà bà không biết thì ý là, bà không biết uh, thầy sai chỗ nào nhưng mà chỉ cảm giác thầy nói dối nhưng mà không thể phát hiện phát hiện được thầy nói dối à vào ở chỗ nào thì th uh, bà có thể nói à thầy ta nói dữ gì ngày sự à uh, này có cần dữ gì ngày sự như vậy rồi thứ hai là người luôn nói dối mà không chấp nhận luôn nói dối không chấp nhận đấy là bà ví dụ thầy ta nói dối uh, ai ai cũng biết thầy ta nói dối nhưng mà thầy không chấp nhận ai cũng biết thầy ta nói rồi không có xác nhận cái đó là dữ gì ngày sự à ni có hay dữ thuật ngày sự ví dụ phải đây là cái 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 à, thuật, ngày sự là đây là cái người nói dối giỏi hoặc là à, hay nói dối như vậy đó, nói dối mà không có xác nhận à, thầy có nói dối à thế bạn có thể nói là dữ gì ngày sự rồi thứ năm là à, một từ chỉ có người hồng kông xài thôi cái đó là gì cái đó thầy nghĩ người việt nam cũng biết cái từ này cái từ này là gì là hãng hàng không cà phê Pacific là một hãng hàng không nổi tiếng ở Hồng Kông. Mình gọi là dân hòn. Tại sao mình gọi là dân hòn? Tại vì uh, có một uh, có một phần uh, báo, à, có phần báo chí ở Hồng Kông gọi là Oriental Daily. À, các bạn có thể là tiếng Hồng Kông gọi là Tung Phong Nhật Bộ Oriental Daily. Cái báo báo chí Oriental Daily thì hay dùng cái dân hòn để miêu tả cái hãng hàng không cà phê Pacific. Tại vì à báo orientalty cảm thấy cái hãng hàng không Pacific Pacific tại vì tại vì những nói là, là vì że... à chỉ... mà... tại vì một số lý do thì cho nên cái vị trí hoặc là cái cái kết quả kiểm tiền như vậy hoặc là cái cái năng lực kiểm tiền của cái hãng hàng không cafe Pacific đã thấp xuống rồi đã xuống rồi rồi xuống rồi rồi à cho nên các họ sẽ dùng cái từ danh họ tại vì tại vì ba 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 tại ba ba cho nên cái hãng hàng không này sẽ tiếp tục thấp xuống như vậy gọi là dân hàng để miêu tả Pacific ví dụ à yếu một cái là ban kĩ trừ siêu chỗ vô dân hàng ban kĩ trừ siêu chỗ vô dân hàng là hãng hàng không Pacific cafe Pacific ban kĩ là cái uh, chuyển bay chuyển bay là ban kĩ trừ là hủy hủy à chỗ là rồi à cái À, chuyến bay của Cafe Pacific đã hủy rồi à, Mình sẽ gọi là

à, so với Trung Quốc các bạn phải chú ý cho nên thì mình không phải dùng cái Alipay ở Trung Quốc hoặc là WeChat Pay ở Trung Quốc mình sẽ xài một hệ thống gọi là chuyên số à, cho nên nếu các bạn muốn muốn chuyển tiền hoặc là các bạn muốn có một số giao dịch với người Hồng Kông các bạn có thể nói để chuyên số file bấy la để chuyên số file bấy la cái chuyên số file tiếng Anh gọi là faster payment system cho nên tiếng Hồng Kông sẽ gọi là FPS hoặc là chuyên số file à, để chuyên số file bấy la như vậy rồi, ở đây có một từ là phai thính hoặc là phai lỗ Tại vì ở uh, trong mấy năm qua thì sẽ có nhiều cái nhau uh, về chính trị, về văn hóa ở Hồng Kông Cái truyền suy nghĩ uh, về cái người thanh niên và người già sẽ khác nhau nhiều lắm Cho nên có một số người uh, già sẽ gọi cái người thanh niên ở Hồng Kông Có một cách gọi một số người thanh niên ở Hồng Kông gọi là phai thính fighting ý là fight ý là uh, không có hiệu quả ý làm gì cũng không tốt như vậy à, rồi tôi nên là ai sẽ bị gọi là fighting ví dụ một số thanh niên đi học hoặc là làm việc không có tâm trí uh, thế một có một số người già sẽ cảm thấy à tại sao vậy tại vì khi mà mình vẫn khi mà mình vẫn mình vẫn nhỏ à, thì mình sẽ làm việc chăm chỉ là đi học chăm chỉ à, mới có thể kiếm tiền được đúng không mình sẽ tại vì khi mà mình vẫn nhỏ nếu đi học không tốt thì sẽ không thể lấy bằng đại học không thể tìm việc tốt như vậy cho nên có một số người đã không biết tại sao một, có một số người thân niên đi học không có tâm trí đi làm cũng không có tâm trí ở chỉ muốn đi chơi chỉ muốn chơi điện thoại thôi cho nên cái người thân niên vậy sẽ bị gọi là phải trinh rồi còn có một là một số thanh niên à cái đó chỉ dùng cho chính phủ hỏng công thôi không có liên quan đến chính phủ ở nước khác à các bạn chú ý ví dụ mình phản đối chính phủ mỹ chính phủ an chính phủ ức À, cũng không có liên quan đến vậy à một số thanh niên à đó tội cho chính phủ đó tội cho chính phủ tại sau đó tội cho chính phủ sẽ bị gọi là phai chê ví dụ có một số phái, uh, uh, người thanh niên à ví dụ chính phủ nói gì họ cũng nói, uh, đúng, họ cũng nói không đúng họ cũng nói không tốt hoặc là à ví dụ họ uh, không kiếm tiền được à uh, thì ờ uh, đó thì đó đo tội thì đó đòi cho chính phủ nói à tại vì chính phủ làm gì không tốt cho nên mình không có kiếm tiền được như vậy có một số người già cảm thấy nếu người thanh niên suy nghĩ vậy thì sẽ là phải chênh cái đó là phải chênh ấy nhưng mà có một số người thanh niên cảm thấy cái có một số hành vi hoặc là một số chuyện suy nghĩ của người già không có hài lòng thì sẽ gọi gọi lại phải lỗ ở cho họ ví dụ vậy ở đây là cái điểm thứ nhất là người già à, cố chấp ngoan cố à, sau gọi là có chắc ngoan có ví dụ à tôi muốn eh, tôi muốn lấy vợ à ví dụ thầy là người Hồng Kông tôi muốn lấy vợ Việt Nam nhưng mà có một số eh, người Hồng Kông không muốn eh, ý là có một số eh, người già eh, có một số bố mẹ eh, chỉ muốn eh, con trai eh, lấy vợ à, người Hồng Kông thôi lấy người Trung Quốc cũng không có hài lòng à, okay. hoặc là lấy người nước khác không có hài lòng thì sẽ uh, oh, cảm thấy ô oh, tại sao tại sao tại sao thầy à, không lấy vợ người hồng kông như vậy nếu thầy cảm thấy không hài lòng thế thì sẽ gọi cái bố mẹ của thầy là phai lỗ là có người già cố chấp oan cổ như vậy còn điểm thứ hai là có một số người già quá truyền thống à, không có chấp nhận các mới mình sẽ gọi là phai lỗ tại sao nói vậy ví dụ giống như thầy nói nếu mà thầy muốn lấy chồng lấy vợ à xin nói thầy muốn lấy vợ người hồng kông à, à không phải người hồng kông thầy muốn lấy vợ không phải là người hồng kông ví dụ người trung quốc hoặc là người đài loan À, người uh, người Việt Nam như vậy nhưng mà có nhiều người ý là cũng có nhiều bố mẹ sẽ cảm thấy à, tại sao không lấy vợ người Hồng Kông tại vì theo cái chuyện suy nghĩ của người Trung Quốc người Đài Loan hoặc họ là người Việt Nam cũng không có không có giàu không có giàu thì không thích hợp để làm vợ à, rồi Walking, numbered, walking, ngờ ngờ xe cái chuyện suy họ sẽ lô đáng chuyện suy sẽ khác nhau nhưng mà nếu thầy không thấy phải phải cảm thấy bây giờ thầy này, thầy lấy vợ cố tịch ai cốtịch nào cũng được đúng không Tại vì cái tôi là cái một cái toàn, là một thế giới bây giờ đang thống nhất thống nhất đúng không phải có thể lấy vừa người lúc nào cũng được nếu thầy thấy vậy thì sẽò cái bố mẹ của thầy hoặc là có một số người phản đối thầy lấy người nước ngoài lỗ như vậy à cái phải lỗ ở đây là gọi đâu ở đó ý là gì? đâu ở đó ý là mua đồ ăn tại xe hàng rong à mua đồ ăn tại xe hàng rong hoặc là quẩy hàng rong à ý là có một số quầy hàng rong thì ở Việt Nam cũng có nhiều đúng không bán cái uh, phở hoặc là bán cái đồ đồ uống uh, đồ ăn à uh, bán cái uh, u u đúng không ok uh, o uh, đúng không uh, đưa cái uh, áo mưa như vậy cái đó gọi là uh, xe hàng rong nhưng mà ở Hồng Kông cái tức là một chuyện bất hợp pháp Nghĩa là nếu các bạn dùng cái xe hàng room để bán hàng là bất hợp pháp sẽ bị bốc bằng cảnh sát cho nên thì chỉ có một số ngày đặc biệt à, mới có thể thấy được cái xe hàng rông ví dụ uh, mùng 1, mùng 2, mùng 3 như là, vậy mình sẽ gọi uh, nếu mua sắm tại cái xe hàng rông mình sẽ gọi là tốc dự tán tốc dự tán ví dụ có một câu mới có một câu gọi là

chúng tôi đi mua sắm, đi mua đồ ăn tại cái xe hàng rong. Tại sao nói là qua điện? Tại vì chỉ có tết năm mới thì cần sát, được được nghỉ, mình mình mới có thể mua hàng, mua sắm tại cái xe hàng rong, đúng không? À các bạn, nên các bạn qua điện, tôi đi hơi tút hà dự tán à cái như cái viên bò, viên nào cũng được, viên bò, viên cá cái gì đó cũng được, không có liên quan đến là viên nào, tại chỉ chỉ nói thì dùng cho mình mua sắm tại cái xe hàng rong thôi và cái này là tốt dự tán à nếu các bạn ở Hồng Kông có thể nói à tốt dự tán ở Việt Nam thì có thể nói tốt dự tán có thể nói tốt hai xin nếu nếu bạn muốn ý là bà không muốn mua sắm mua đồ ăn tại cái nhà hàng trung tâm thương mại như vậy có thể nói tốt dự tán xin à mua sắm à tại tại cái xe hàng rô mà tại cái ở ở cái đường phố như vậy rồi tiếp tục là cái một từ à, tức là nổi tiếng ở à, trong Hồng Kông trong 10 năm qua gọi là dùng gì cái phong cách nói chỉ phốích tại vì có một xếp ở uh, nhà sát uh, gọi là tiếng Hồng uh, tí có thể gọi là điô đúng không là hồ nóiì uh, như là 55 55 qua 55 năm, năm trước uh, thì họ nói à uh, Hồ tại vì họ có vi phạm một số phát ở Trung Quốc cho nên họ sẽ dùng uh một số phương thức riêng đểtứ Hồngông uh, quay lại Trung Quốc để uh, báo cáo cho cái uh, công an cái cục công an để uh, để uh, có thể gọi là à để uh, để, uh, uh báo cáo về cái uh, hành vi vi phạm pháp phá luật khi mà họ bán sát ở Hồng Kông như vậy cho nên mình sẽ nói là dùng chỉ kỹ phong sách rồi uh, khi bây giờ mình dùng từ này dùng chỉ kỹ phong sách để miêu tả dùng các bí mật hoặc là bất hợp pháp để giải quyết một vấn đề ví dụ giống như thầy nói cái uh, ông đi bộ ông Li Bo họ sẽ dùng uh, các bí mật tại vì khi mà người khác hỏi uh, ông à, hỏi ông ấy à uh, bà uh, đi qua Trung Quốc thế nào ông uh, quay lại Trung Quốc thế nào họ không có giải thích họ chỉ nói là dùng gì cái phương thức thôi là dùng một số các green các bí mật các bất hợp pháp để uh, giải quyết vấn đề này cho nên mình sẽ nói là dùng gì cái phương thức tại sao phải tại vì thực ra từ Trung Quốc từ Hồng Kông quay lại Trung Quốc phải mang theo cái giấy phép gọi là giấy thông hành à, từ Hồng Kông quay lại Trung Quốc vì mà họ nói à, họ đi bộ các bạn có thể à, tìm thấy trên Google à có một ông gọi là đi bộ họ dùng cái cắt riêng các bí mật để giải quyết vấn đề này nghĩa là họ không mang giấy tờ nhưng mà từ hồng kông quay lại trung quốc để báo cáo về cái à, truyền bất hợp pháp của họ à, một, à, liên quan đến cái bản sắc à, à, biêu tả về cái một số tình hình ở trung quốc như vậy rồi ví giờ ở đây là à, mình có thể nói vậy dịch trình mẫu dễ chỗ dịch trình là mùa dịch mùa dịch dịch trình mẫu dễ chỗ không có việc làm

là một số phương thức không có nói được ví dụ bạn làm cái freelancer đúng không các bạn đều có thể dùng dùng gì cái phương thức tranh là kiếm tiền à, như vậy rồi cuối cùng là một từ tháo thế thế đến từ cái một số ứng dụng nổi tiếng ở Hồng Kông gọi là L I H K G tiếng Việt cái cái viết tắt của tiếng Việt sẽ là L âm L âm L L I H K G à l i h k g như vậy các bạn có thể tìm trên mà họ có một từ vựng à, có một có một từ tiếng nóng à, gọi là tháo xe là gì ý là ban đầu ai cũng tin vậy nhưng mà sau đó cảm thấy sau đó mới biết hiểu sai ý rồi à, bây giờ nhiều khi như vậy ví dụ em đọc báo à, họ nói hoặc là em đọc trên web họ nói à lúc nào đã bị à, phong thoa rồi, phong thoa rồi, tại vì cái dịch COVID-19, nhưng mà sau đó bạn thấy, đại tại vì bạn hiểu sai không phải là phong thoa, ví dụ chỉ làm cái xét nghiệm thôi, chỉ yêu cầu người dân, người cư dân ở đó làm xét nghiệm thôi, không phải phong thoa. À, cái bây giờ điểm khi vậy, cái đó gọi là cháu xe. Ví dụ sao vậy? Ví dụ là, ngó dĩ vầy hơn gõng, gõng phổ thông hóa, tất, ngó là, chúng tôi dĩ là, cảm thấy, nghĩ, à, chúng tôi nghĩ, hồng công, hơn nói tiếng phổ thông gọi là có phổ thông hóa giàu thì được à chúng tôi cảm thấy hồng kông nói tiếng phổ thông thì được tiếng chi thảo xài xe là cuối cùng tiếng chi là không có ai biết à, đau biết à, đau biết như vậy tiếng chỉ là đau biết thảo xài che đau biết hiểu sai rồi đâu biết hiểu sai rồi là tiếng chi thảo xài xe rồi hôm nay là mời tư vấn mới liên quan đến à, tiếng hồng kông nếu các bạn muốn học tập tiếng quan với thầy vui lòng các bạn uh, kết cái zalo của thầy uh, thầy vui lòng uh, liên hệ với các bạn uh, cảm ơn các bạn hẹn gặp lại